Ngày 17 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu, sinh năm 1975, trú tại số 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Thời điểm khởi tố bị can, bà Châu đang mang thai nên cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu để phục vụ điều tra. Trong thời gian tại ngoại, bà Châu thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại. Đơn cử vào tháng 5 năm 2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận được đơn của bà GTKG, trú Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tố cáo Huỳnh Thị Châu lừa số tiền 16 tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai. Sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Huỳnh Thị Châu. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài sản có liên quan đến vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.